gentleman. Anh ơi, xin anh đánh check lại cái hình xem là nó rơi này ở đâu được không? Thế thì em thấy ai đứng? Chị Xuân Lan, chị Xuân Lan. Chị Xuân Lan. Lại chị nắm tay chị Xuân Lan chị vậy. Nói chuyện với em nha. Mọi người ơi. Chị ơi, em xin chị. Thì mình có cạnh tranh gì thì mình cạnh tranh công bằng. Chứ tại sao chị lấy cái ngón tay này của em? Nhưng mà em nghĩ sao đáng lẽ một là chị qua hậu thần vũ thế giới năm nay. Tự nhiên em đăng quang thì chị thấy lột mất tay em. Em là Ấn Độ mà em quên em. Rồi đi luôn.